Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay dàn điện tử trên tàu cá của anh Châu, một trong những ngư dân giỏi của địa bàn thôn Phú Lạc. Thì trên màn hình mình đang quay đây, đó là một máy cô đen. Máy này hình như là máy radar. Đây, chưa được chưa khui tem luôn, mới dán lên nè. Mới bắt máy lên nha. Ở đây có một máy hai gian. Ở đây cái máy hai gian này máy định vị nha anh em. Tiếp theo bên này có một máy cũng định vị nữa, hiệu Kuruno. Chủ tàu này anh chơi một lần hai cái định vị luôn. Bên này có một cái máy màn hình cũng vừa mới lắp đặt, mới ken luôn. Này là máy dò nước nha anh em. Thì giá khoảng tầm dao động 500 đến 600 triệu. Ở đây có thêm một cái máy gì nữa đây. Máy này máy gì đây? Là bàn vệ tinh nha anh em. Có anh kỹ thuật của máy cô đen hỗ trợ. Đây có hiệu cô đen luôn. Zoom gần thương hiệu cô đen lại gần cho anh em thấy rõ. Cô đen là một trong những hãng điện tử rất là nổi tiếng, chế độ bảo trì lắp đặt anh em hỗ trợ bà con ngư dân rất là tốt. Đây mình sẽ quay thêm những cái thiết bị nữa trên tàu cá của anh Châu. Đây mình sẽ kéo lại gần, có một máy dò chụp MacV. Mình cũng thấy rất là nhiều cái máy dò chụp của bà con ngư dân, nhưng bữa nay mình thấy cái máy dò chụp của anh Huy, anh Châu là nó có thêm những cái bộ phận điều khiển, nó được lắp đặt ở gần cái khu vực lái. Đây đây là cái bộ phận này để chúng ta kéo gần kéo xe ở trên màn hình của máy dò chụp. Ở đây có thêm một cái bảng điều khiển, những cái nút điều khiển của máy dò chụp MacV. Ở này có thêm một cái bảng này nữa, một cái hộp này nữa. Bên này có một máy cô đen nữa, hình như đây là máy dò nhỏ. Máy dò nhỏ đúng không anh? Đúng rồi. Đây có anh kỹ thuật của cô đen đây. Máy dò đứng cũng thương hiệu cô đen luôn. Ở đây chủ tàu còn có một cái máy quét nhãn hiệu GMC, có nghĩa là ở trên tàu này được hỗ trợ trang thiết bị điện tử là gồm một máy quét, một máy chụp hiệu MacV, một máy radar, và đây là cái máy lai bàn vệ tinh. Ở đây thì mấy cái máy hai gian này là định vị rồi, mình không cần nói thêm. Và ở đây một cái máy dò nước cũng hiệu Coden. Đây là những trang thiết bị điện tử hỗ trợ cho việc tìm cá, dò cá và đo được dòng nước. Ngoài ra trên tàu còn có những cái bộ đàm để liên lạc với anh em trong đoàn đánh bắt. Ở đây có hai cái đàm đàm xe, một cái đàm 718 và một cái đàm WX1007. Ở đây có một máy máy tổ. Máy này gọi là nó giống như máy taxi, anh em nói ở trong cái tầm số chung, tầm số riêng so với những người khác, nhưng mà chung trong cái băng nhóm của anh em. Một con tàu được trang bị với cái công nghệ điện tử cũng gọi là khá hiện đại nha anh em. Tương lai là chủ tàu này ảnh sẽ lắp đặt thêm một cái máy siêu chụp cũng bên hãng MacV, tầm giá 4 tỷ rưỡi. Này là năm nay là anh đang sử dụng máy chụp. Bây giờ mình sẽ ra phía ngoài con tàu để quay các cái
cái cần tiếp sóng của những cái máy này hả? Đây mình sẽ quay cho anh em xem cái cần RD, cần RD của hiệu Cô Đen. À, có cái RD này nó quay nhìn đẹp lắm, ai mà đứng gần đó nhìn mát lắm, mát như mấy quạt vậy đó. RD nhìn đẹp quá, bắt lên cabin nhìn tàu nó vòm vòm quá. Bên này là cái đĩa của La Bàn Vợ Tinh nè anh em, cũng hiệu Cô Đen luôn. Đây đĩa La Bàn Vợ Tinh hỗ trợ cho máy dò nước, nó dò được cái tầm nước sâu, máy đo dòng chảy ha. Nó đo tầm dòng chảy tầm 200m trở lên thì nó hỗ trợ đo rất là tốt, La Bàn Vợ Tinh. Bữa nay anh chủ tàu anh đã gắn lên trên tàu dàn sàn nè. Đâu có anh, một anh hot boy đứng trên dàn sàn nữa. Anh này anh tròn tròn nhìn đẻ quá. Đi biển mà anh đi biển nhìn tròn tròn đẻ dữ ta. Đồ thằng tên trụ đâu mất tiêu. Thằng tên trụ. Đây mình quay trụ cảo cao 10m5, mặt 45 vuông. Hôm trước mình có giới thiệu với anh em là mặt 40 vuông, nhưng mà thật sự là kích thước thật của nó là 45 vuông nha anh em. Đồ, chủ tàu anh lên anh nằm trên cái trụ hết thấy anh luôn á. Chủ tàu nhìn chè bé lửa luôn. Chủ tàu hôm nay có gắn súng, hai súng phen. Thớ cầm của hai cái súng như thế này nè anh em. Tùy nơi và tùy cái thợ tiện mà họ có những cái thớ cầm cho giữ hai cái súng thớ khác nhau. Ở đây thợ tiện ở mình này ảnh xài theo cái thớ này. Ở đây anh chủ tàu anh có bắt hai cái cần, một cần là đỡ kéo mấy ben, một cần là đỡ gan rộng ra múc cá. Chủ tàu này có ông chú làm bên hãng inox hay sao, đồ inox dữ dằn rồi trời. Đây mấy cái cần bằng inox đẹp quá. Nắp này ấm cũng phải 100 mấy. Những cái đòn nóc nó chấp nhau bằng mỗi hàng. Bây giờ lưới rút lưới mấy anh cũng sử dụng cái dàn sàn giống như lưới rút mùng vậy nè. Ngày xưa cái dàn sàn này mình chỉ thấy ở anh em làm chủ, nhưng mà bây giờ mình thấy anh em lúc lưới rút lưới cũng đã sử dụng cái dàn sàn này. Nghe mấy anh phản hồi là sử dụng cái dàn sàn này rất là tiện. Đó là anh em đánh lưới là chúng ta không phải tốn người xuống kéo đầu, cột dây kéo đầu. Bên đây là anh chủ tàu cũng đã lắp điện rồi. Trên tàu bữa nay mình thấy có hệ thống điện. Giống như hôm bữa mình có quay cái dàn máy của tàu là trên tàu có trang bị hai máy chạy điện, một máy đơm 2 và một máy Doosan 350 mã lực. Đơm 2 là nằm tầm gần 250 mã lực. Hai máy chạy điện với công suất cực lớn luôn,
Bởi vì mình qua tham khảo những con tàu dự án thì mình thấy điện tàu dự án rất là sáng, nhưng mà họ cũng chạy một máy Doosan 350 mã lực thôi, còn một máy còn lại cũng là một cái máy thường. Nhưng mà ở đây mình thấy tàu gỗ của anh Châu được trang bị hai máy trong điện thấp sáng, gọi là máy trong điện dụ cá, rất là hiện đại. Đây mình sẽ quay cái nhan sắc của anh Châu cho bà con xem. Xin chào những anh em kỹ thuật bên Cô Đen nha. Anh kỹ thuật Cô Đen này là hôm trước mình có gặp ảnh ở tàu cá của anh Trái rồi, nhớ chứ? Hôm trước ra ở tàu cá của anh Trái. Của anh Trái hả? Cái thằng mà lắp radar cho anh Trái nè. Anh này hôm bữa lắp radar cho chiếc ghe mà hôm trước mình quay, mình nói là công suất 1000 mã lực á. Thì bữa nay anh quen. Anh cái tên của mấy chụp của Phuno á. Đúng rồi, đúng rồi. Tại cảng cá Phú Lạc luôn. Ở đây là cảng cá Lạc Phú. Đây là cảng cá Phú Mặn nha anh em. Anh em kỹ thuật bên Cô Đen làm việc rất là vui vẻ và nhiệt tình. Mình sẽ quay dàn phen cho anh em xem. Anh thường nói yêu em rất nhiều, sáng ngày ấy bỏ mặc em khó lưu. Đây, các cái hệ thống đầu dò. Đây, đầu dò bên đây nè. Đây là đầu dò của máy quét, giống như hồi nãy mình quay là của hiệu GMC nha anh em. Bây giờ mình sẽ qua phía bên kia để quay cái đầu dò của máy và chụp cho anh em xem. Nó cũng như này thôi, nhưng mà chắc có lẽ là nó lớn hơn. Ở đây mình có một cái ống dò này, là ống dò này của máy dò đứng, là cái máy lúc nhỏ, máy dò đứng nhỏ nhỏ mình quay hiệu Cô Đen luôn. Đây là đầu dò của máy dò chụp mắt vui. To hơn đầu dò của máy quét, nhìn rất là mới vừa lắp đặt. Ví dụ như GMC mắc vui của Canada à? Bảo Thank you.